Mến chào anh chị cũng như quý bà con đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Mình tiếp tục cập nhật lô bò tiếp theo ở dưới trại bò của ông Tào, ông Huy ở dưới cầu sắt là hai đó, thị trấn là hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đó. Thì cái lô bò này vừa thì bò cũng khá đông, khoảng mười mấy hai chục con đó. Thì có con pháp kim quá đẹp nha, đó pháp kim này quá đẹp đó, và một dĩa bên kia đó. Thì mình sẽ quay cập nhật cụ thể để quý bà con tham khảo cái lô bò này nha. Đó, xi đó thì bò mới xuống xi thật thì đó, thì mình quay thì tối mình đang lên. Địa điểm của trại bò này thì ngay dưới chân cầu sắt của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân đó. Rồi trở lại xem những con cái lô bò hôm nay vừa nha. Đó là ngày 24 tháng 5. Phải nói là bò cực đẹp, con nào cũng mông đùi bài bản. Thì vừa giá thì nãy mình có hỏi vừa chủ trại bò thì lô bò này vừa thì dao động từ 25 đến 30 triệu, 25 có, 26, 27, 28 thì đủ cỡ, tùy theo lớn nhỏ, đó là bò ba bơ đó. Thì cái lô bò này vừa thì có kim pháp cũng có, thì tí nữa mình sẽ quay con kim pháp. Trại thì lúc nào cũng có bò để quý bà con có thể xem và tham khảo. Thì bò mới vừa đợt này thì cũng mười mấy hai chục con đó, tổng số hết khoảng hai chục con. Ấy thì pháp kim đó, chuồng đây thì có ba con, thì pháp kim này thì anh em nào có nhu cầu mà làm giống á, để rập á, thì con đây làm quá tốt. Rồi mình sẽ quay rõ con pháp kim đây một tí để quý bà con có thể xem nha. Anh em nào có nhu cầu giống thì liên hệ chủ trại bò. Đây hai con nữa đấy, bà bơ đây thì tẻ đuôi rồi cũng bự. Rồi mình quay rõ ràng pháp kim này để bà con có thể xem. Quá đẹp, quá bự. Đó, dài chuốt hay chưa? Chân bự. Đó, bò đây thì làm giống quá chuẩn luôn á. Bò đây thì rập giống ngon. Để sau đó bên đuôi bự. Con này thì lớn rồi nha. Đó, quay dậu. Nói chung thì như voi á, mặt nè, mặt quá độc luôn á, thẳng lưng nha, thẳng lưng thì rộng, bò này dài nha, đó, cực kỳ dài luôn á. Đó, bèn lưng đây, lưng quá rộng luôn á. Bò này thì con này thì đứng tao ngực mình nữa. Con này lớn rồi. Con này thì nếu mà mua giống giờ thì vài tháng nữa thì có thể nhảy được. Rồi tiếp tục mấy con đây. Con này cũng có kim. Vậy đấy. Đợt này giờ thì bơ bơ không nha, bơ bơ dưới pháp kim. Trại thì buôn bán cung cấp con giống cho bà con thì uy tín. Phải nói con giống thì chất lượng đó. Thì bà con cũng xem bò đó, thì con nào con nấy giống cũng đẹp hết. Phải nói là chủ trại này thì khi mua vừa thì cũng đã lựa hết rồi, lựa kỹ hết rồi. Đối với những bà con mà đến trại bò này mua ở trong huyện Đồng Xuân á, thì trại bò này giao bò vừa tận hộ gia đình cho bà con luôn. Còn những bà con mà ở xa thì vừa lộ phí thì cho chủ trại bò có hỗ trợ một phần nào đó cho lộ phí để vận chuyển bò đến gia đình của bà con. Thì xe thì chủ trại bò này có luôn để vận chuyển cho bà con. Rồi mình quay dàn đầu của cái lô bò hôm nay. Đó, ăn uống bài bản. Đó, dàn trước của nó đấy. Quá đẹp. Ừ.
con này quá đẹp, bông ở dưới cưa chưa dài. Rồi mình xin dừng cái clip tại đây. Cảm ơn quý bà con đã xem cái clip của mình hôm nay, cũng như quý mến chạy bò này đến mua ủng hộ chạy bò này. Kính chúc quý bà con nuôi bò mau lớn và thành công. Thì để dõi xem những cái clip mới của mình thì đăng ký kênh của mình là Nông Dân TV. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con clip sau.